Thưa quý vị, vụ xe Mercedes đâm gãy lan can cầu Trương Dương Hà Nội rồi lao thẳng xuống sông Hồng vào tối ngày 3 tháng 11 là thông tin giao thông đang được quan tâm nhất vào lúc này. Sau 5 giờ trục vớt, thì đến rạng sáng nay 4 tháng 11, lực lượng chức năng đã đưa được chiếc xe Mercedes 5 chỗ lên bờ. Theo thông tin mới nhất, thì hai nạn nhân tử vong trong xe đều là phụ nữ, trong đó có một người là chủ xe. Trong sáng nay, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của hai nạn nhân tử vong. Khi chiếc xe Mercedes GLC 300 được trục vớt lên, lực lượng chức năng đã phát hiện có hai người trong xe đã tử vong. Theo đó, nạn nhân nữ cũng là chủ xe ô tô Mercedes biển số 30E 8636 được xác định là Nguyễn Thị Thu Hương sinh năm 1989, trú tại đường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Hiện danh tính nạn nhân cầm lái điều khiển xe đang được xác minh danh tính. Khi được trục vớt lên, chiếc xe đã bị nát phần đầu, túi khí đã nổ. Khi xảy ra sự việc, rất nhiều người tham gia giao thông đều chứng kiến được sự việc này. Khi chứng kiến cái cảnh ô tô phi vào lan can này, tôi rất là đầu tiên là sợ hãi, rồi là vì tôi chưa chứng kiến cảnh như thế, và tôi là lo lắng cho người ngồi trong xe và ô tô. Vì cầu Trương Dương này mật độ giao thông rất là lớn, vì sao đi ô tô con nó đi vào làn trong xe máy là vì trong đường rất tắc, nó đi trong này lên sự chắc là lái mới người ta không làm chủ tốc độ, người ta có thể ấn ga nhầm trên phần người ta đâm vào sông. Một người tham gia cứu hộ phán đoán rất có thể là quá trình rơi xuống do chiếc xe có phần đầu nặng. Việc túi khí nổ có thể đã khiến các nạn nhân không thể di chuyển ở trong xe dưới sông. Được biết, chiếc xe ô tô Mercedes-Benz GLC 300 của chị Hương sản xuất năm 2017, có hạn đăng kiểm ngày 2 tháng 1 năm 2020 với dòng xe và xe mới như thế. Đại diện kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng chất lượng xe đảm bảo. Sau khi lực lượng cứu hộ tiến hành trục vớt chiếc xe bị nạn lên bờ, phát hiện cửa sổ trời của chiếc xe đã mở. Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường xe rơi xuống sông Hồng, bởi cũng không loại trừ còn có nạn nhân khác. Cũng không loại trừ việc có thể có va chạm giữa xe ô tô này với phương tiện khác, mà hiện cơ quan chức năng chưa có thông tin nên chưa biết.